Rồi xin chào mấy anh em cầu thủ ha. Thì hôm nay mình sẵn mình mình vô mình xem cái trại khu sinh sản của mình. Xong cái mình mình quay một số clip mình chia sẻ về cô gái sinh sản luôn ha anh em. Đó, sẵn cho mình xem nha. Đó. Mình xem rồi mình chia sẻ một số cái câu hỏi của anh em á. Anh em thường hỏi ha anh em. Đó. Thì tất cả những dòng chim bên mình thì toàn là chim Malai thôi anh em. Chim Malai nhập từ từ Malai vậy anh em. Chim mình không có nhập từ từ bên Cam hoặc là bên Thái qua nha. Mình tập nhập hết chim Malai hết. Thì sau khi mình ép được 5 năm. Sau 5 năm ép thì mình đã nói chung là những cái mình đã hoàn thiện được cái dàn chim của mình là những cái đời sau này là những cái con hay con giỏi là mình đã sàng lọc hết ha. Đó. Thì có một số anh em hỏi hay lên hỏi thứ nhất là anh em hỏi nhắn tin hỏi hoặc là comment hỏi trên nhiều trang rất là nhiều trang trên TikTok hoặc là hoặc là Facebook hay là YouTube vậy đó. Thì mình cũng thật sự là mình không có thời gian để trả lời nhiều cho anh em ha. Đó, không có thời gian để mà trả lời cho anh em nó cặn kẽ thì mình làm clip mình trả lời cho anh em luôn. Anh em có hỏi cái gì á thì cứ đặt câu hỏi vô clip này rồi mình khi nào mình rảnh mình sẽ quay cho anh em xem, mình sẽ trả lời anh em luôn ha. Đó, thật sự là mình không có giấu gì cả ha. Anh em nào muốn duy trì đam mê hoặc là muốn kinh doanh hoặc là muốn kinh doanh để tạo kinh tế gia đình thì, hoặc là để duy trì đam mê gì đó thì cứ bình luận ha, mình sẽ trả lời hết cho anh em ha. Tại vì có những anh em mà mua chim bên mình hoặc là mua không mua chim bên mình thì có hỏi thì mình cũng trả lời cho anh em hết ha anh em, chứ mình không có giấu giếm gì hết trơn á. Nói chung là anh em đam mê ai cũng đam mê rồi, ai cũng muốn ví dụ như mình duy trì cuộc sống, ví dụ như mình kiếm đồng ca đồng vô để duy trì cái đam mê của mình thì đó đều điều đó tốt anh em ha, không có gì là xấu cả. Thì chim Malai á anh em thì tốt nhất anh em hãy để cho bố mẹ nuôi nha anh em. Anh em đừng chuyển qua vú nuôi nha. Vú nuôi là con chim nó sẽ không giống mẹ. Nói chung khi mà đẻ ra là khi mình nó cái tiếng nước bọt của nó, nó khi tiếng nước bọt nó nuôi á, tiếng nước bọt á, thì nếu mà con chim anh cho em cho cô Pháp hay cô ấy gì nè vú nuôi á thì nó sẽ tiếng nước bọt nó sẽ làm ảnh hưởng, là nó sẽ con chim nó sẽ không có được như thường, nó sẽ ra khi nó không được thuần chuẩn như bố mẹ nha. Thì chim Malai á mà là nó coi dòng chim cu này á thì thường thường nó sẽ ra là không phải là 100% ấy anh em, không phải là 100% giống như là nó không thể là giống 50 của bố 50 của mẹ nha, không có giống 50 của bố 50 của mẹ, mà nó một là giống bố hai giống mẹ nha. Đó, một là giống bố hai giống mẹ đó, vậy thôi, nó là vậy đó, một là giống bố hai giống mẹ nha. Ở đây á thì mình làm là nước tự động hết anh em, nước tự động hết đó, nước là tự động hết nên thành ra nó mình cũng đã việc chăm nước ha. Đó, rồi chuồng trại thì anh em nơi rồi anh em đang nói chuyện điện thoại cái nó con lại thà gác đang nói chuyện điện thoại á, cái ấy đang nói chuyện có điện thoại nha anh em. Rồi nha, thì mình chia sẻ nè, ví dụ anh em á, ví dụ anh em mà anh em có điều kiện thì anh em xây lồng nha, còn anh em không có điều kiện thì anh em cứ làm lồng bình thường thôi, không cần phải qua què đâu. Ví dụ điều kiện mình không có thì mình làm bình thường thôi, không cần phải qua què. Cái giống như mình có thay mấy cái lồng anh em thấy không, mấy cái lồng này mình hồi đó giờ cũng đã 5 năm rồi, nó đâu có hư hao gì đâu. Thứ hai nữa là anh em làm phải che, mà nói chung làm sao là anh em làm sao mà để coi như là nó không có để chim bay ra được anh em. Tại vì chim mới thường thường mình cho ăn đằng nào đó, nó cũng ấy à, nó cũng mình quên đóng cửa chuồng à, đằng nào nói chung là nếu mà anh em nuôi nhiều hoặc là cái thời gian nào đó cũng hay quên à. Còn anh em kỹ thì thôi, còn nếu mà không kỹ thì mình làm cái khung để cho nó khi mình lỡ mà nó không ấy á, nên
nó không bay ra nghe anh em, không bay ra. Rồi đó, thì giống như anh em, nếu mà anh em ấy thì ra ngoài và chợ mua cái lồng một 5 50 á, bề ngang 50 và dài 1 mét á, thì anh em mua hai cái anh em trồng nhìn lên với nhau thì thành ra một bề dài 5 tấc, bề dài bề cao bề xuống là 1 mét thì nó rất là vừa, là nói chung là nó vừa luôn rồi đó. Nó không có, nó không có bự mà không có nhỏ, nó không chiếm diện tích mà nó vừa luôn, vừa lên chim nó bay nhảy luôn anh em. Còn dù anh em làm một cái lồng 5 tấc 1 mét nó cũng được nha, thời gian đầu được. Nhưng mà nó cứ sau này là nó không có, giống như nó không có lực, nó không bay lên bay xuống, nó không có tạo ấy, là nó sẽ ấy anh em, nó đẻ là nó đạp, nói chung là nó không hiệu quả nha anh em, chứ không hiệu quả. Tại vì lúc trước mình làm rồi nên thành ra mình rút kinh nghiệm ha, mình rút kinh nghiệm cái gì mình biết gì mình chỉ cho anh em cái đó. Rồi trả lời cái hỏi anh em là có nhiều anh em hỏi là có chim nuôi chim khi mà ghép á có cần đậy ngăn nó lại nhau đừng cho nó không thấy không đó anh em, thấy không, cái lồng của mình là luôn tuôn không bao giờ mình ngăn lại, thấy không? Tại vì lúc trước mình cũng có, nói chung là lúc trước mình ngăn lại, mình ngăn lại xong rồi mình chườm một cái lỗ ha, một cái lỗ để cho nó đó, hai con mấy chim nó thấy nó đấu đá với nhau ha anh em đó. Sau này mình mới lấy cái ngăn rồi hết, anh em biết tại sao không? Tại vì mình rút kinh nghiệm là ví dụ như có mấy cái đợt á mà mình cũng như là mình ngăn lại á, thành ra nó khi nó con chim tạo nó không thấy nhau á, nó không thấy lần này kia, nó không có đấu đá anh em, nó sung, bắt đầu nó sung anh em, nó sung có nghĩa là nó đá nhau anh em, nó sung là nó sẽ nó con trống á, nó sung quá thì nó gượt nó đạp, mà con mái nếu mà anh em mà nó không chưa có đẻ được á, nó quay trứng á thì nó không có ấy trứng thì anh em biết sao không, nó chưa có trứng, nó chưa chịu trống á thì nó sẽ đá nhau. Mặc dù anh em cái cặp đó thì anh em nuôi đã là coi như là ghép đã coi như là 2-3 năm luôn rồi đó, nó vẫn đá nhau anh em, chim coi lai vậy đó. Nên á anh em, quan trọng là chim coi lai, quan trọng là thành phần ghép đẻ là thành phần thức ăn anh em, thành phần thức ăn rất là quan trọng. Thức ăn là nó tạo, nếu mà anh em cho ăn á không đủ chất á thì nó con chim mái nó không chịu trống anh em, nó không đẻ, nó không chịu trống thì lúc đó thì sẽ là nó sẽ đá nhau đó, là cái chuyện đó là thường xuyên đó. Tại sao những chim ghép này đá nhau là gì nha, thành phần thức ăn rất là quan trọng. Nhưng mà thức ăn chim để cho chim đẻ không phải là đơn giản là lúa nước đâu anh em, nó có nhiều loại thức ăn ha, để cho chim nó đẻ ha. Rồi khi anh em làm chuồng cũng vậy, khi anh em làm chuồng để cho nó mấy cặp này là mấy cặp tiễn sao anh em, mấy cặp bình tiễn, mấy chim con có mình cái dây dòng đời sau dùng chuẩn, mình con nào chuẩn nè ấy nè, trông cực kỳ đẹp trai luôn em. Rồi anh em làm thì anh em phải có cái ngăn ở chính giữa nha, ngăn ở giữa đây, ngăn ở giữa, ví dụ nó mình phải tháo lên tháo xuống được, dễ tháo dễ gấp, để khi chim đá anh em bắt đầu anh em hạ xuống nha, để cho nó đấy thì mình nó làm bằng cái, mình thì mình làm bằng cái lưới nè, cái lưới nè, ví dụ mình ngăn bằng cái lưới nè, khi này mình ấy mình cái gì mình sập xuống hay mình bẻ làm hai, cái gì ấy là mình sập xuống. Đó, giờ bữa nãy lại đó mình đây, anh em thấy không, ví dụ mình đừng nó làm cầu nhiều quá nha anh em, làm một cái cầu đây, cầu nó nhảy cho nó bắt chớn nhảy lên thôi, nó có độ nó nhảy lên thôi, với hai cái cầu gần ở trên đây, hai cầu này chủ yếu là gần để gần nhau và để lưới giữa là để cho hai con chim nó thấy, nó nhìn nhau anh em, nó nhìn nhau nên nó kè mau á, nó kè để hơi mau ấy ha, đó chim mấy ha. Thì hiện tại thì chim cũng đang nuôi con rất là nhiều anh em, chim con nó đang nuôi con rất là nhiều, thì nay mai mình sẽ ra mấy cái cặp chim nuôi con này đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình nha, thì mình nói giá luôn, cái cặp chưa gù là 2,5 triệu nha, còn cặp thuốc gù thì 2 triệu nha đó, 2 triệu. Anh em nào có đặt hàng thì cứ alo cho mình sẽ ấy chừa cho anh em ha đó. Thì chắc cả tuần nữa thì mình sẽ ra dàn chim, tại vì mình cũng ra một mớ, nhưng mà mình thảy vô cái AV á anh em, thảy cái AV để mình tập cho nó môi trường thiên nhiên với nó
tập quan giả rồi đó. Rồi để cho anh em nào không có điều kiện tập cái đó thì khi anh em về anh em nữa, anh em tập mồi nó không có lấy gì đó, khi mà gây gừng nó không có bỡ ngỡ anh em đó. Nâng áp bên em. Đây là anh em coi nè, coi con này đang ấp nè, nhưng mà con trống nó đá, anh em thấy không, thấy chưa, thấy không? Nó mà không chịu sống, nó không chịu ấy, là đá coi là lưng bô lưng nữa, chọc da luôn nè. Đang nuôi con nữa anh em. Rồi, với chim nè, chim thứ nhất là chim mà nó bị nó đẻ mà nó không ấp anh em. Nè, thường mấy con chim mà em có bán cho mấy anh em mà bán mà về mấy tháng đầu nó đẻ nó không ấp ha, thì như thế này ha. Mấy cái tại vì con chim này hồi nhỏ tới lớn nó đâu có biết ấp đâu anh em, nó đâu có, hồi nhỏ tới lớn đâu biết ấp. Rồi khi mà nó lớn lên á ha, thì nó đẻ được lứa đầu thì nó sẽ bỏ nha. Thường thường một lứa hai lứa đầu nó sẽ bỏ, nó không ấp. Nhầm con thì nó biết nó ấp luôn, nhầm con thì nó không ấp anh em. Thì đó chuyện là bình thường nha. Thì khoảng 10 15 ngày sau nó đẻ lại. À, anh em lấy trứng, nếu nó bỏ anh em lấy trứng bỏ đi. Rồi ấy nha. Rồi anh em xem coi nó đạp không anh em, nó có trống thì nó phải đạp mới có trống anh em. Đó, anh em nhìn anh em coi để xem nha. Thì cái giờ thường thường chim đạp đó thường là một, nếu mà chính xác thì giờ buổi sáng và buổi chiều hay là buổi chiều là giờ đi ngủ á, là chính xác nhất anh em, là mình ngồi mình canh được nha. Giờ đi ngủ ví dụ như khoảng 4-5 giờ 6 giờ á, là giấc đó là cái giấc vừa phước tối ngủ á, là chim nó sẽ đạp để máy nha. Đó rồi cái thời gian mà con chim nó ấp, ví dụ anh em chim trống thì máy ấp nè nha. Thường thường á, thường thường nếu mà nó ấp á, là con chim trống nó ấp á, thời gian con chim mái á, thường thường nó ấp thể ban đêm tới 7-8 giờ sáng rồi đó thì nó ra. Tới con trống nó ấp anh em. Coi nè, hai con này đang yêu nhau rồi ha. Chim này nó có câu lưỡi nha anh em. Đó. Rồi thức ăn chim cô gái đẻ sinh sản á, thì anh em nào nếu cần á thì cứ mà alo mình sẽ hướng dẫn nha, mình sẽ chỉ một số thức ăn nha để chim cô gái sinh sản cho anh em ha. Không có gì giấu, không có gì cho anh em thoải mái ha. Rồi mình nói luôn, mình nói ví dụ như giá chim như vậy. Giá chim bán nha. Chim bán thì anh em biết rồi đó, giá chim thì không thể nào mà giống như là, nó không phải là một cái điện thoại hay là cái gì mà có một cái giá chính xác nha anh em. Giá bán thì tùy theo mỗi người bán thôi anh em, tùy theo mỗi người nha. Đó, tùy theo mỗi người bán. Thì người thích bán giá cao thì bán giá cao, mà thấp bán giá thấp là thấp, chứ nó không phải có cái điện thoại hay là cái gì mà nó thống nhất cái giá ha. Rồi anh em thì cũng cảm ơn anh em thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ chạy bên mình ha. Rồi mình kết thúc clip nha anh em. Đó. Còn anh em hỏi cái gì mình nhớ cái gì mình sẽ trả lời cái đó ha. Lâu quá nhiều khi cũng quên anh em. Quốc mà nói để trả lời mà quên. Rồi giống như cái cặp này là mình đang ghép nó nè ha. Ví dụ nè, đây. Có cái nè. Có cái thằng ấy ghép nè. Đó. Đó, cái này nếu nó ok thì mình tháo này lên. Nếu anh em ghép nè, thời gian ghép thường thường của mình 1 tuần đến 2 tuần nha. Anh em đừng ghép vội quá. Ví dụ anh em mà để hai con này nó gần nhau rồi mà thấy nó chu chu cái mỏ qua nhau á, nó tìm nhau á, thì anh em lúc đó là anh em tháo lên được nha. Nhưng mà thời gian ép hay là anh em làm sao mà để con trống, con mái, con trống sao cũng được, con mái đó nó phải đủ sức nha. Đủ sức, đủ thức ăn nha, nó mới chịu, nó mới mau được.
nó đẻ nó đạp hay không là vô con máy nó không chịu thì thua ha anh em. Nên thành ra anh em nào ấy ghép là quan trọng là thức ăn cho con máy nha, con máy đó. Nếu nó thấy ok nấy thì mình tháo ra nha, tháo ra cho vô. Chim con rồi nè, hiện tại chạy của mình có 60 cặp đẻ rồi anh em. Rồi anh em xem thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.